Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tiền Giang cho biết, tính đến sáng nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 đạt 100%. Nhằm nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các lứa tuổi nhằm đạt mức độ bao phủ vaccine mũi 2 trong thời gian sớm nhất để người dân được miễn dịch cộng đồng, khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống. Tiền Giang hiện có 187 cơ sở tiêm chủng vaccine, nhân lực y tế tham gia tiêm chủng có khoảng 1.000 người, chủ yếu là nhân lực tại chỗ, được huy động lực lượng các địa phương để tổ chức tốt công tác tiêm chủng. Tỉnh Tiền Giang cũng đã huy động thêm các lực lượng thanh niên tình nguyện, giáo viên để hỗ trợ nhập số liệu và phục vụ công tác hậu cần. Trước việc số ca mắc mới, ca nhập viện và ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng, đồng thời tình hình dịch bệnh tại khu vực phía Nam vẫn còn diễn biến phức tạp và sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron trên thế giới, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh COVID-19. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly COVID-19 thành đơn vị COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19. Mỗi đơn vị COVID-19 có số giường tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện. Ngoài ra, các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị COVID-19 và các bệnh lý thông thường khác. Hiện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 4 bệnh viện chuyển đổi công năng toàn bộ, gồm bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trưng Vương, An Bình, bệnh viện huyện Củ Chi và 6 bệnh viện theo mô hình tách đôi, có khối nhà riêng biệt, cổng và lối đi riêng để điều trị COVID-19. 10 bệnh viện này có tổng cộng khoảng 4.300 giường điều trị COVID-19. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho thí điểm xe buýt điện từ quý 1 năm 2022. Thời gian thí điểm dự kiến trong 2 năm và thành phố sẽ trợ giá 44,1%. 5 tuyến xe buýt điện được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm đều xuất phát từ Vinhome Grand Park đi đến các điểm gồm có trung tâm thương mại Imart, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe buýt Sài Gòn, bến xe Miền Đông và đến khu đô thị Đại học Quốc gia. Tương ứng với 5 tuyến nêu trên, dự kiến có 77 xe buýt được đưa vào hoạt động, sức chứa mỗi xe từ 65 đến 70 chỗ. Những xe này chạy bằng điện năng, không phát sinh khí thải, hạn chế tiếng ồn và thân thiện với môi trường. Giá vé dự kiến sau khi có trợ giá của nhà nước là trung bình 7.000 đồng một lượt hành khách với các tuyến VB01, VB02, VB03, 5.000 đồng một lượt hành khách đối với các tuyến VB04, VB05. Riêng học sinh, sinh viên có giá vé là 3.000 đồng một lượt. Thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 516B do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2016. Tuy nhiên đến nay công trình này vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do việc cấp vốn chưa đầy đủ, công tác giải phóng mặt bằng chậm. Hiện chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục dự án để sớm đưa tuyến đường vào sử dụng. Năm 2016, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án xây dựng cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 516B đoạn từ ngã tư Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định, giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn hơn 156 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên đã gần 4 năm trôi qua, đến nay công trình vẫn chưa về đích, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Làm cái tuyến đường đi là bây giờ ách tắc đến đường cổ ngõ, bây giờ là nước ướt vô mấy vườn nhà tôi á, cứ nửa tháng trời với hết đường nước. Trên công trường, đoạn qua xã Định Tăng, huyện Yên Định, tuy hệ thống điện đã xong nhưng vẫn còn 2 đoạn nằm ở trước cổng trường tiểu học do liên quan đến hệ thống mương tiêu nước nên gặp khó khăn khi thi công. Mương tiêu, cái hệ thống đầy tiêu rất lớn của thuộc đơn vị từ thị trấn cho đến khu vực của Định Tăng, mà hiện tại là giáp với trường học cho nên hiện nay là đang rất chậm, mà hiện nay chúng tôi đang đề nghị với nhà thầu và chủ đầu tư là tiếp tục làm sao mà phải thi công trong ngày đêm, làm sao là nhanh cái tiến độ để cho dân được hưởng lợi và phát triển kinh tế trên địa bàn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ là do nguồn vốn bố trí không đầy đủ và công tác giải phóng mặt bằng bị chậm. Nguyên là do cái điều kiện nguồn vốn và mặt bằng nên là đã được gia hạn hợp đồng đến năm 2021. Và ban quản lý dự án giao thông số 1 đã đôn đốc nhà thầu và cố gắng sẽ bàn giao trong năm 2021.
Cụ thể là tháng 12 năm 2021 sẽ cố gắng bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã bố trí vốn đầy đủ để thực hiện dự án. Ban quản lý dự án cũng đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm bàn giao công trình này đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hàng trăm tấn rác từ thượng nguồn theo nước lũ sông Cái đổ ra vịnh biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, rồi bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Các lực lượng đoàn thanh niên đã phối hợp hỗ trợ công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang tổ chức thu gom, làm sạch môi trường. Rác thải bị cuốn về bãi biển Nha Trang, chủ yếu là củi rều từ thượng nguồn sông Cái đổ về, trôi dạt ra cửa sông và tấp vào bờ. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang huy động máy móc phương tiện để dọn dẹp lại môi trường sau lũ. Các tình nguyện viên, đoàn thanh niên thành phố Nha Trang và lực lượng vũ trang cũng đã chung tay dọn vệ sinh môi trường. Đây là một việc rất là nhỏ nhưng mà góp phần để cho bãi biển có thể xanh sạch đẹp hơn và giúp cho môi trường cảm giác trong lành hơn. Và hơn thế nữa thì mọi người khi đi ngang qua đây đều sẽ thấy sự gọn gàng và trong lành của biển và cảm thấy thích thú hơn về một thành phố biển. Vì một bãi biển xanh sạch đẹp, vì một bãi biển màu xanh nên là chú em rất sẵn sàng và đầy nhiệt huyết để dọn dẹp bãi biển mình, không chỉ là ngày hôm nay mà còn những ngày sau khác. Do số lượng rác thải quá lớn, nằm dọc cả bãi biển dài hàng km nên việc thu gom rác sẽ kéo dài nhiều ngày. Dự kiến trong những ngày tới, tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức kêu gọi các đoàn viên thanh niên và người dân chung tay làm sạch biển. Sáng nay là có bên sinh viên quân đội rồi, thì mong có hỗ trợ nên nếu mà làm càng nhanh càng tốt, sớm hơn dự định để trở lại bãi biển xanh sạch đẹp đó là bà con ở sinh hoạt ạ. Với sự hăng hái nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên và công nhân môi trường đô thị, chỉ trong một buổi sáng, hàng chục tấn rác đã được tập kết và đưa đi, từng bước trả lại môi trường sạch đẹp cho du lịch biển. Sau khi kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ những sai phạm liên quan đến việc hiến đất làm đường nhằm phân lô bán nền ở thành phố Bảo Lộc cho thấy, việc sử dụng chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường, lợi dụng một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng để biến thành công cụ cho một số đối tượng tách thửa phân lô, bán nền vi phạm luật đất đai. Hệ lụy lâu dài của việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp đang được chờ thời gian trả lời, nhưng những tác động trước mắt đã được thực tế chứng minh. Giá bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc cũng đang trở nên hỗn loạn. Hiện nay, giá bán đất nền ở vùng nguyên liệu chè và cà phê này dường như đang bị thao túng. Mỗi lô được giao bán chỉ từ vài trăm đến vài tỷ đồng. Cái này là phải đợi họ làm xong đã. Mà đất, mua dưới này đất. Thì anh đi mua, anh vào hỏi cho anh căn nhà như thế này mấy tỷ không chứ ít gì. Đất đây cũng đất nông thôn, mà đây là thuộc xã nha, gì. Cái gì Lộc Tân cơ. Tân đúng không? Dạ. Thì mấy anh ở gì đấy lên lên trên này mua tiền đất ở trên này nó mới... đất đây chứ hồi trước nó đổ đất đâu. Cái vườn chè kia kìa, anh có nhìn thấy cái vườn chè đấy không? Mấy chục tỷ cái vườn chè này. Để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan đến việc hiến đất mở đường, phân lô tách thửa trên địa bàn huyện Bảo Lâm, từ ngày 24 tháng 11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc thanh tra tại địa phương này. Riêng tại thành phố Bảo Lộc, sau kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng hồi tháng 10 năm 2021, địa phương này đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Cụ thể thì về kiểm điểm rút kinh nghiệm, thế đối với cả tổ chức và cơ quan liên quan, như là trưởng phòng giáo dục này, ban quản lý dự án này, chủ tịch xã Đại Lào, Lục Châu, về kỷ luật khiển trách thì đến hàng lực lượng thì thành phố đã xử lý kỷ luật đối với 6 anh em đã muốn chức và chuyển đổi vị trí công tác thì đang làm quy trình trình sở nội vụ chuyển đổi đối với trưởng phòng quản lý đô thị, trưởng phòng tài nguyên môi trường. Riêng chủ tịch xã Đồng Ri thì chắc là thôi giữ chức chủ tịch xã. Tuy nhiên, dư luận cho rằng cần có biện pháp nghiêm khắc, xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động của ngành. Đặc biệt là việc chỉ đạo áp dụng quy định về tặng cho, quyền sử dụng đất tại các cơ quan thuộc sở chưa đúng quy định của pháp luật nhưng không có biện pháp phát hiện, xử lý kịp thời.